Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay An quay feedback sử dụng cao dán tắc tia sữa của chị Nguyễn Thanh Huyền. Chị Thanh Huyền này thì ở Hà Giang nha các bạn. Thì đối với ở các khu vực Hà Giang thì bên mình chưa có đại lý. Cho nên là chị Huyền này để mà lấy cao là bên mình sẽ gửi xe từ khu vực Hà Giang từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Hà Giang cho chị Huyền. Thì các bạn coi feedback của chị nha. Hôm nay thì mình mới gửi cho chị này, chị nói là miếng dán đấy dùng kiểu gì thấy shop. Thì đối với miếng dán cao chắc dán tắc tia sữa thì các bạn bóc cái bịch cái vỏ nhựa phía bên ngoài ra nha. Sau đó là mình dán cái vùng mặt cao đen á vào cái vùng viêm cứng và tắc của mình nha các bạn. Chị có hỏi cái này dán bao lâu thì hết sưng tấy với đau, vì ba miếng đấy mình không đủ dán. Chị Huyền này thì bị tắc hai bên luôn các bạn, cho nên là thường thường ba miếng thì sẽ không có đủ dán đâu. Ba miếng chỉ sẽ, nếu như mà chị nào bị sưng và to hết hầu như cái vùng ngực á thì dán ba miếng chỉ được một bên, đủ một bên thôi. Chị bị hai miếng rồi thì chị có lấy một hộp á ba miếng rồi, nhưng mà chị dán thì mới dán một miếng là chị dán một bên ngực, còn một miếng kia là dán hai bên và hình và không đủ. Cho nên nó lúc này là lúc vào khoảng 6 giờ rưỡi lúc mình đang chạy thay trên đường á thì chị có gọi điện thoại chị nói là mình lấy không có đủ dán, một hộp phải dùng hết một bên, cũng to bạn, tức là cái tình trạng của chị bị rất là to nè em. Chị nói này, dán một miếng một bên, hai miếng một bên, giờ thiếu một hộp nữa thì đủ. Mình có hỏi cái tình trạng của chị này sau khi dán như thế nào thì chị nói này, mình dán được tầm 3 tiếng rồi, giảm sưng một ít nhưng vẫn đang nhức. Thì thường thường á các bạn nha, để mà hết đau hết nhức thì mình tốt nhất là mình để nó khoảng chừng 1 đến 2, 1 đến 3 tiếng. Tuy nhiên để mà giảm hẳn cái tình trạng nhức và đau hết cho mình á thì cũng phải mình nên để cho qua đêm nhá. Gửi luôn cho mình bây giờ. Vẫn còn xe 9:30 chạy để mình dán thêm, tức là xe 9:30 đến Hà Giang tối á các bạn. Để chị dán thêm một bên nữa. Thì đây là feedback sau khi dán 3 tiếng của chị Thanh Huyền về cao dán tắc tia sữa An á. Mình quay để cho các bạn thấy được cái tình trạng sau khi dán sẽ như thế nào nhé. Thì chúc các bạn nhanh khỏi bệnh và sử dụng